Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4, tuần 14, trang 137, luyện từ và câu. Luyện tập về câu hỏi. Một nhỏ, đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây. A. Hăng hái nhất và khỏe nhất là bác Cần Trục. B. Trước giờ học, chúng em thường rủ nhau ôn bài cũ. C. Bến cảng lúc nào cũng đông vui. D. Bọn trẻ sớm em hay thả diều ngoài chân đê. Như vậy ở câu số 1 này, đề bài yêu cầu các em là đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây. Tức là những cái đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm như là bác Cần Trục rủ nhau ôn bài cũ, lúc nào cũng đông vui ngoài chân đê. Thì các em hãy xác định cái phần in đậm rồi đặt câu hỏi sao cho phù hợp. Thì các em thấy ở câu A, hăng hái nhất và khỏe nhất là bác Cần Trục. Thì ở đây nói về bác Cần Trục, như vậy thì các em sẽ đặt là hăng hái nhất và khỏe nhất là ai? Tức là bác Cần Trục. Rồi ở câu B, trước giờ học chúng em thường rủ nhau ôn bài cũ, thì đây là hành động. Như vậy thì các em đặt câu là trước giờ học chúng em thường rủ nhau trước giờ học chúng em thường làm gì? Rồi tiếp theo câu C, bến cảng lúc nào cũng đông vui, thì các em sẽ đặt câu là bến cảng như thế nào? Tức là bến cảng thì lúc nào cũng đông vui. Rồi tiếp theo câu D, bọn trẻ sớm em hay thả diều ngoài chân đê. Ngoài chân đê này thì là ở đâu? Tức là ở ngoài chân đê. Như vậy thì các em đặt câu là bọn trẻ sớm em hay thả diều ở đâu? Như vậy thì các em sẽ đặt câu như sau. Câu A, hăng hái nhất và khỏe nhất là ai? B, trước giờ học các em thường làm gì? C, bến cảng như thế nào? D, bọn trẻ sớm em hay thả diều ở đâu? Rồi tiếp theo câu số 2 nhỏ, đặt câu hỏi với mỗi từ sau. Ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu? Thì các em hãy tự suy nghĩ và đặt câu hỏi cho phù hợp. Thì các em sẽ đặt câu hỏi như sau. Đầu tiên là ai? Ai học giỏi nhất lớp? Cái gì khiến bạn chú ý? Để cha mẹ vui lòng, em phải làm gì? Thời tiết hôm nay thế nào? Vì sao nước biển lại mặn? Bao giờ thì đến Tết vậy? Nhà bạn ở đâu? Thì ở đây có rất là nhiều câu để các em đặt với những từ ở đây. Không nhất thiết là các em phải đặt giống hệt như thế này. Rồi tiếp theo câu số 3. Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây. A. Có phải chú bé đất trở thành chú đất nung không? B. Chú bé đất trở thành chú đất nung phải không? C. Chú bé đất trở thành chú đất nung à? Như vậy thì câu số 3 này yêu cầu các em là tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi sau. Thì các em thấy ở đây câu A, có phải chú bé đất trở thành chú đất nung không? Thì từ nghi vấn ở đây đó là từ có phải, là chúng ta không biết phải hay là không phải, nên chúng ta sẽ hỏi là có phải và từ không. Như vậy ở câu A đó là từ nghi vấn là từ có phải và từ không. Còn ở câu B, chú bé đất trở thành chú đất nung phải không? Như vậy ở đây là từ nghi vấn đó là phải không.
Rồi ở câu C, chú bé đất trở thành chú đất nung à? Thì các em thấy từ nghi vấn ở đây nó là từ à. Như vậy thì các em thể trình bày như sau. Câu A, có phải chú bé đất trở thành chú đất nung không? Thì từ nghi vấn đó là từ có phải không. B, chú bé đất trở thành chú đất nung phải không? Từ nghi vấn đó là phải không. C, chú bé đất trở thành chú đất nung à? Từ nghi vấn đó là từ à. Rồi tiếp theo câu số 4. Với mọi từ hoặc cặp từ nghi vấn vừa tìm được, đặt một câu hỏi. Tức là các em sẽ dùng các từ để hỏi như ở trên là có phải, có phải không, phải không, à ở trên đây. Các em để các em đặt câu hỏi. Như vậy các em sẽ đặt câu hỏi như sau. Đầu tiên là có phải Nguyễn Hiền là trạng nguyên trẻ nhất nước Nam không? Tiếp theo từ là phải không là chữ viết của Cao Bá Quát hồi nhỏ xấu lắm phải không? Tiếp theo, Nguyễn Hiền rất thích thả diều à? Nói như vậy thì chúng ta sẽ đặt câu với những từ nghi vấn ở bài tập số 3 ở trên đây. Rồi tiếp theo câu số 5. Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi? A. Bạn có thích chơi diều không? B. Tôi không biết bạn có thích chơi diều không? C. Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất? D. Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy? A. Thử xem ai khéo tay hơn nào? Như vậy các em hãy đọc kỹ lại những câu ở dưới đây và các em hãy xác định mục tiêu của câu. Nếu câu nào không phải mục đích để hỏi thì không đặt dấu chấm hỏi. Như vậy các em thấy ở đây, đầu tiên là câu A, bạn có thích chơi diều không? Thì đây là câu hỏi nên chúng ta sẽ đặt là dấu chấm hỏi. Rồi tiếp theo câu B, tôi không biết bạn có thích chơi diều không? Như vậy thì câu này không phải là câu hỏi nên không được dùng dấu chấm hỏi. Tiếp theo câu C, hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất? Thì các em thấy ở câu này cũng không phải là câu hỏi nên không được dùng dấu chấm hỏi. Tiếp theo câu D, ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy? Thì đây là câu hỏi cho nên chúng ta có thể là chúng ta phải đặt dấu chấm hỏi. Tiếp theo câu E, thử xem ai khéo tay hơn nào, thì đây không phải là câu hỏi nên không được dùng dấu chấm hỏi. Như vậy các em sẽ trình bày như sau. Trong 5 câu đã cho, 2 câu là câu hỏi là câu A và câu D, và 3 câu không phải là câu hỏi không được dùng chấm hỏi, đó là câu B, câu C, câu E. Câu A, bạn có thích chơi diều không? D, ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy? Còn 3 câu không phải là câu hỏi là tôi không biết bạn có thích chơi diều không? Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất? Thử xem ai khéo tay hơn nào? Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.